Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng. Và hôm nay thì một lần nữa chúng tôi gửi đến quý vị tất cả những tin tức mới nhất và những sự kiện mới nhất đặc biệt đang diễn ra ở tại Chùa Bát Nhã. Và người bạn của chúng tôi trong chương trình hôm nay đó là ông cụ nghị viên Phát Bùi. Xin được gửi lời chào ông Phát Bùi cùng chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả và xin gửi lời chào anh Đoàn Trọng. Thưa anh Phát Bùi, một lần nữa chắc những lời tôi muốn nhờ anh để có những cái tin tức gì đặc biệt về chùa Bát Nhã hiện nay anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi, và những cái nguồn tin tức đó đến từ đâu thưa anh Phạm Bội? Vâng, tôi rất là đau lòng là cứ phải lên trình bày cho quý vị, nhưng mà có lẽ những cái thông tin này là cái thông tin mà chúng ta tất cả mọi người đều cần phải biết. Thì theo như tôi nhận được những cái giấy tờ qua email thì được biết rằng là cách đây 2 tuần thì là bên luật sư của bà Huệ Chiếu đã gửi cho luật sư của ông Huỳnh Tấn Lê tên là Cai Tăng, và luật sư của bên bà Huệ Chiếu và thầy Nguyên Chí là ông Fairchild. Okay. Yêu cầu những cái người này là tôi xin lỗi, gửi cho bà Tiffany là ông Silverstein. Thì bên luật sư của bà Huệ Chiếu, như quý vị nhìn thấy trên hình đó, yêu cầu là bên bà Tiffany, tức là người chủ mới đó, hãy cho họ ở cho đến hết tháng 7 và họ đồng ý họ trả là 14.000 đô la, coi như là để mà theo cái sự thỏa thuận. Thì bên bà Tiffany vào ngày hôm kia khi mà tôi tường trình cái chuyện này thì chưa thấy trả lời, nhưng mà mới được biết cái thông tin mới rất là nóng. Đó là vào ngày hôm qua, luật sư của bà Tiffany là ông Silverstein đã trả lời lại cho 2 vị luật sư này, một vị luật sư là của bên bà Hội Chiếu và một vị luật sư là của bên ông Huỳnh Tấn Lê. Trong cái email mới ngày hôm qua thì bên bà Tiffany cho biết rằng bà đồng ý cho họ ở thêm và thuê lại với cái giá tiền là 40.000 đô la một tháng. Chúng tôi lặp lại cái số tiền mới mà bên bà Tiffany coi như là counter lại, tức là đưa lại đó, là không phải là 14.000, họ không đồng ý 14.000, mà họ muốn là bên chùa nếu muốn ở lại thì phải thuê với cái giá là 40.000 đô la một tháng. Đây là cái sự việc thương lượng qua lại giữa đôi bên luật sư. Có thể nó sẽ thay đổi, có thể nó sẽ như vậy, và có thể sẽ không có cái chuyện đồng ý cho thuê. Thì cái chuyện đó chúng ta không biết được, bởi vì cái chuyện này nó còn đang tiến hành, thưa quý vị. Thì như vậy điều đó có nghĩa rằng là luật sư của phía đại diện cho chùa Bát Nhã, hay là có thể nói rõ ràng ra đại diện cho sư cô Huệ Chiếu, gửi đến cho bà Tiffany, luật sư của bà Tiffany và ngay cả bà Tiffany, để một cái đặc ký yêu cầu là họ ở lại đến cuối tháng 7 với cái số tiền họ trả chi phí cho cái thời gian đó là 14.000 đô la. Có đúng như vậy không thưa anh Phát Bùi? Tôi xác nhận là đúng như thế. Vâng. Thế thì sau khi mà ông Silverstream, tự nhiên là người luật sư của bà Tiffany, và cái công ty của bà là tự nhiên là công ty gì, First gì anh? First Trust. Và ông đó đại diện cho công ty First Trust gửi lại cái trả lời cho luật sư của bà Huệ Chiếu và đồng thời luật sư của ông Huỳnh Tấn Lê là Cai Tăng.
với một cái câu trả lời như thế này: họ thuận đồng ý để cho ở lại đến cuối tháng 7 với giá tiền là 40.000 đồng một tháng. Có đúng như vậy không thầy? Đúng là như vậy. Vâng, như vậy thì cộng thêm cái tiền trả cho cái tiền tòa vào cái ngày 24 tháng 4. Vâng, chúng ta nhớ lại 24 tháng 4 là cái ngày tòa có một ngày đầu tiên cái, ngày đầu tiên rồi cái lệnh trục xuất đó. Nhưng trước đó có một tuần lễ thì đã có một ngày và dời lại ngày sau 24 tháng 4. Vâng, thì cái số tiền là bao nhiêu thưa anh? Cái số tiền đó để tôi đọc cho nó chính xác. Dạ, anh quý vị chờ chắc là chúng ta cũng có cái bill đó phải không thưa anh? Tôi thấy có đó thưa anh. Mấy trăm. Dạ, có thể đây đúng rồi, là chắc là cho lớn xí nữa thì thấy rõ ràng đây là cái 7.000. Yeah. Thế cái ông bà Just Hernandez phải không? Vâng. Được là như vậy. Cái này là cái của bà chánh án Hernandez đã đưa ra với cái số tiền là 7.317 đồng mấy một xu. Lẻ một sen. Lẻ một sen. Okay. Và có chữ ký của bà thẩm phán Alma Hernandez. Hernandez. Yeah. Cái Alma này nó được ký, bà này ký vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, như quý vị nhìn thấy trên hình. Vâng. Thế thành như... ra cái như vậy tức là phải trả tháng đầu phải trả 7.317 đồng. Yeah. Cộng thêm 40.000 đồng cái tháng. Và cái tiền hàng tháng này phải trả bắt đầu từ cái ngày mà 24 tháng 4. Thì coi như là chúng ta nghĩ biết phải biết rằng là từ tháng 5 trở đi. Tháng 5 là phải trả 40.000 thì mới tiếp tục được ở lại. Còn nếu không thì chuyện xảy ra thì bà Tiffany bác có thể bác có cái quyết định gì đó. Ví dụ như bác có thể bác trục xuất những ngày này ra. Mình có đó mình chưa biết được, chưa hề thấy nói đến cái sự việc đó. Thế thì qua những cái giấy tờ và cái sự qua lại giữa hai bên như vậy thì cái tình hình hội đồng quản trị cũng giống như hội đồng điều hành Executive Board với là Direct Board thì nó sẽ như thế nào trong tương lai với cái tổ chức từ thiện non-profit Bát Nhã Meditation Institute? Vâng, dựa theo những cái tài liệu mà chúng ta có được từ chùa, từ luật sư của bà Huệ Chiếu và chùa Bát Nhã gửi ra. Đây là những tài liệu từ luật sư của chùa Bát Nhã và bà Huệ Chiếu gửi ra, chứ không phải là chúng ta lấy từ nơi khác, thành ra nó phải có cái tính chất là trung thực. Thì trong cái này thì cho biết rằng là bà Huệ Chiếu đã từ chức, và cái bức bà viết một cái bức thư rất ngắn, chỉ có vài ba dòng thôi. Bà vào ngày 17 tháng 4 năm 2024 thì bà nói rằng là tôi là Huệ Nghiêm, Đỗ Thị Huệ Nghiêm. Là sư cô Huệ Chiếu. Vâng. Thích nữ Huệ Chiếu, dựa theo cái nội quy điều 2.2b của cái nội quy chùa Bát Nhã, chúng tôi sau đây tuyên bố là xin từ chức cái chức vị chủ tịch, tức president đó, abis tức là chủ trì đó. Tuy nhiên là cả hai chức vụ, chức giám đốc và cái chức chủ trì. Đúng là như vậy thưa anh. Rồi. Tuy nhiên là ký vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Vâng, và cũng trong cái ngày đó thì luật sư của ông, của bà Huệ Chiếu và chùa Bát Nhã cũng có gửi ra một cái bảng lên tiếng của chùa Bát Nhã. Thì xin ban kỹ thuật cho coi cái hình số đây phải không? Hình số 4 đó. Vâng, cái hình này đây. Thì cái này là action, cái tựa bên trên nó để chữ là action by written consent. Chờ ban kỹ thuật cho nó lớn chút xíu đây. Yeah. Action by written consent in lieu of meeting of the monk council. Tức là đây là cái bảng lên tiếng có cái sự đồng thuận thay thế cho cái buổi họp của hội đồng tăng ni. Đó. Và cái này là của chùa Bát Nhã, đương nhiên hàng giữa bên dưới. Thì trong cái bức cái nội dung của các bảng lên tiếng này nó nói cái gì? Nó có đưa ra bốn cái điều vì lý do là bà Huệ Chiếu trụ trì và là president của chùa Bát Nhã đã nộp cái bức thư xin từ chức. Và cái điểm thứ hai là chiếu theo cái nội quy điều mục 2.2c thì cái hội đồng cao sô, tức là cái hội đồng cố vấn của tăng ni đó, sẽ chọn một cái người thay thế cho cái vai trò chủ tịch cũng như là chủ trì. Và cái điều thứ ba là lý do là cái người chủ trì kế đến sẽ phải được chọn từ trong cái hội đồng tăng ni. Và cái điểm thứ tư
là Ngọc Thị Kim Hoàng, cũng được biết đến qua pháp danh là Thích Nữ Giới Pháp, là thành viên của Hội đồng Tăng Ni và đồng ý là sẽ giữ cái vai trò là chủ tịch cũng như là chủ trì của cơ sở Bát Nhã. Do đó Hội đồng Tăng Ni tuyên bố là sẽ chỉ định bà Hoàng, tức là Thích Nữ Giới Pháp, là chủ trì và là president của tổ chức Bát Nhã cho một cái nhiệm kỳ 3 năm, chiếu theo cái điều số 2 và mục 2.2D của nội quy chùa. Thế tất cả những cái chữ ký ở dưới, nếu có điều kiện cho lớn lên chút xíu thì chúng ta thấy có ai là người ký vào những cái chữ ký này được? Vâng, trong đây thì thấy là có chữ ký của Hòa Thượng Thích Nguyên Chí, ông Tài Nguyễn, tức là Thích Nguyên Đạo, Thích Nguyên Đạo. Rồi kế đến là Thành Đặng Nguyễn, tức là Thích Đức Chí hay Thích Chí Đức. Quế Minh Lê là Thích Thượng Thiên. Những chữ này nó không có đánh dấu, thành ra chúng tôi đoán có thể sai. Nghiêm. Rồi Nghiêm Thị Huệ Đỗ, tức là Thích Nữ Huệ Chiếu. Rồi Khanh Tuấn Lê là Thích Quang Thuận. Và người cuối cùng là Ngô Thị Kim Hoàng, tức là Thích Nữ Giới Pháp, tức là cái người mới được bổ nhiệm đó. Tất nhiên là nói tóm lại, trong Hội đồng Tăng Ni bây giờ gồm có 7 người tất cả, và cái người đứng đầu vẫn là Hòa Thượng Thích Minh Trí, có phải không thưa anh? Đúng là như thế. Và trong đó thì có Sư Cô Huệ Chiếu cũng còn ở trong cái Hội đồng Tăng Ni, và bà Sư Cô Giới Pháp, phải không anh? Vâng, Sư Cô Giới Pháp. Thì là một trong những người thay thế chức vụ trụ trì và là president của cái tổ chức của Tăng Ni này. Đúng vậy. Hội đồng Tăng Ni này. Và cái nhiệm kỳ của bà Giới Pháp kế đến đây sẽ là 3 năm. 3 năm trời. Vâng, vâng. Thì nhưng đến bây giờ theo tất cả những tài liệu và những cái ấy đã có đó, thì việc trước tiên cái giấy tờ này nó có hợp pháp hay không? Tôi muốn hỏi anh, nếu muốn thành hợp pháp thì phải làm cái gì, hay là chỉ có ký như vậy là coi như hợp pháp rồi? Nếu mà đúng theo cái nguyên bản nội quy của chùa Bát Nhã, vâng, nội quy nguyên thủy của chùa Bát Nhã, yeah, thì thành viên của hội đồng quản trị là phải do các thành viên của chùa Bát Nhã bầu ra. Vâng. Và trong đó họ quy định ai là thành viên của chùa Bát Nhã. Trong cái nội quy nó nói rõ thành viên của hội Bát Nhã là những người nộp đơn để vào trở thành thành viên và phải đóng cái số tiền là 25 đồng cho mỗi năm. Cho mỗi năm, như vậy đóng nguyệt liệm luôn đó. Đóng nguyệt liệm mỗi năm thì cũng hợp lý, bởi vì thông thường chúng ta thấy các tổ chức họ vẫn hay có cái vấn đề nguyệt liệm là thành viên. Có bao nhiêu thành viên mà theo sự hiểu biết của anh biết được thì có bao nhiêu thành viên trong hội đồng? Tôi chịu thua, bởi vì khi hỏi thì không bao giờ có được cái danh sách thành viên đó. Vâng. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua một cái phóng sự cộng đồng đặc biệt, nhất là về những cái gì liên quan đến chùa Bát Nhã, để quý vị có một ít hiểu biết về những một cái sự kiện mà có thể nói rất nhiều người quan tâm đến lúc này. Và chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này, và đặc biệt chúng tôi dành toàn bộ thời giờ để gửi đến quý vị tất cả những gì liên quan đến vấn đề chùa Bát Nhã. Chắc quý vị cũng đã biết, trong thời gian qua có thể nói trên 10 năm, chùa Bát Nhã đã gắn liền với một vụ thư kiện mà người bị đơn đó là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Và cái vụ kiện này liên quan đến vấn đề những người gọi là relative,
họ vâng. thừa nguyên trí về cái tội sờ mó bất hợp pháp, phải không anh? Đúng là như vậy. Thì đó, những cái plaintiff tức là nguyên đơn đó, thưa quý vị, nguyên đơn là những cái người mà đã đứng đơn kiện, đơn thừa kiện, và người defendant tất nhiên là cái người mà bị thừa kiện, bị đơn, đó là nguyên trí. Thế thì đến bây giờ cái tình trạng đó như thế nào rồi, thưa anh Phát Bùi? Tình trạng vâng, như thế thì nào đây? Chúng ta được biết đó là vào khoảng giữa tháng 4, tức là như tôi nhớ không lầm là ngày 11, 12 thì phải. Có anh nói đến cái lá thư của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí viết với tư cách là một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đăng trên tòa báo Viễn Đông, phải không thưa anh? Đúng là như vậy. Vào ngày 11 và 12 tháng 4. Vâng, thì đại ý là Hòa Thượng nói rằng là Hòa Thượng đồng ý bồi thường cái số tiền 350.000 mà tòa đã bắt bên Hòa Thượng phải trả cho hai cái người phụ nữ đã đứng đơn kiện Hòa Thượng. Nhưng mà Hòa Thượng nói rằng là cái việc đó tôi đồng ý bồi thường thôi, nhưng mà tôi không có phải, điều đó có nghĩa là tôi nhận tội. Tôi vẫn hoàn toàn phủ nhận đó. Nhưng mà tôi đồng ý trả cái bồi thường cái số tiền đó, vì theo như tôi thấy thì hai cô này có vẻ cũng đã bị thiệt hại. Theo tôi thấy thì không có nói vấn đề nhận tội hay không nhận tội. Ông chỉ biết bồi thường để cho cái sự gọi là sinh hoạt của chùa nó tốt đẹp hơn mà thôi. Khỏi có bị vương vấn những cái chuyện này. Tại vì ông rất lấy làm buồn khi thiếu rất nhiều tiền nhưng mà phải sử dụng cái tiền này. Ông không đề cập đến có tội hay là không có tội gì cả. Thưa anh, chúng ta phải nói cho nó rõ ràng như vậy. Vâng, có lẽ tôi hiểu không có. Chúng ta không cần nên hiểu, chúng ta chỉ biết cái lá thư của ông nói sao thì mình nói vậy thôi. Thì cái bức thư đó là tức là đại khái nội ý chính đó là Hòa Thượng Nguyên Trí có nói rằng ông đồng ý trả cái số tiền 350.000 cho hai cái người phụ nữ đã đồng kiện ông. Thế thì bây giờ tin tức anh có được cái sự việc này nó đã tiến triển chưa hay là đang ở trong cái tình trạng tiến triển? Vâng, thì nó đã tiến triển rồi, thưa quý vị. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2024 thì chúng tôi có được cái giấy từ ngoài tòa, cũng có cái số hồ sơ kiện đàng hoàng. Và trong cái số này thì đã được ký bởi một cái người được giao cho cái trọng trách là đứng ra để mà nhận cái số tiền bồi thường đó. Thì theo như cái này thì chúng ta thấy rằng là ở cái mục 1E nó nói rằng là có đánh cái dấu chữ X vào trong cái hàng cái ô mà nó nói là đã được trả in full đó, đã được trả tiền in full, tức là judgment is satisfied in full, tức là cái lệnh tòa đó đã được trả đầy đủ. Rồi. Đó là quý vị thấy ở cái hàng 1E đó có dấu chữ X đóng hai cái khung đó đó. Thì cái này chúng ta biết là tại sao nó liên quan, và chúng ta kiểm chứng được là nó liên quan đến cái vụ kiện của hai cô này. Bởi vì trên cái hàng plaintiff cũng giống như là cái số hồ sơ kiện, nó giống cái hồ y chang như cái số hồ sơ mà của hai cô này đã kiện Hòa Thượng Nguyên Trí. Ồ. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cái nguyên đơn là Jan LT Doe và individual, đây là một cá nhân. Vâng. Và cái người thứ nhì là Jan NT. Vâng. Doe và an individual, tôi không biết cái chữ DOE ấy là có nghĩa là như cái thế này nào. Đó là cái thủ tục thường lệ của tòa, tức là khi người ta muốn giấu tên cái người không muốn cho công khai biết tên cái người mà liên quan trực tiếp đó thì người ta dùng cái chữ Doe. Doe đây tức là một cá nhân. Vâng. Và cái hàng dưới thì thưa anh, cái chữ defendant tuy nhiên là bị đơn. Bên bị đơn, Doe, là bên bị kiện đó. Doe bị kiện. Và số 1 đó là an individual, là một cá nhân. Đó, Doe 1, an individual là cá nhân của người giấu tên số 1 này. Và cái thứ hai, Doe số 2 là a business entitled of the unknown form, là cái thứ hai là cái người một bị cái thừa tổ kiện chức. Là một cái tổ chức, một cái organization bị thừa đúng kiện. Vậy. Vâng. Và cái số hồ sơ ở bên tay phải đó, thưa quý vị thấy cái số hồ sơ nó có cái số hồ sơ là 30-2019-0109-5453 CUOENJC. Thì cái số hồ sơ này là cái số hồ sơ tòa mà nó liên đới đến cái vụ kiện của hai cái người phụ nữ kiện Hòa Thượng Nguyên Trí cũng như là chùa Bát Nhã vào năm 2019. Vâng. Đó để dọa sao chúng ta thấy có số 2019 trong đó là số 5 đó. Vâng. Vâng. Thì nhìn vào sự việc là chúng ta biết là đây là cái kết quả của cái việc là cái judgment, tức là cái lệnh của tòa xác nhận rằng cái lệnh của tòa nó đã được trả tiền đầy đủ in full. Vâng.
Như vậy là theo cái án lệnh của tòa trả 350.000, Hòa Thượng Nguyên Trí phải trả 350.000 cho hai cái người plaintiff này. Và đến ngày 18 tháng 4 thì cái sự việc này nó đã hoàn thành đầy đủ hết phải không? Đúng là vậy. Và cái giấy tờ chứng nhận này thì cho thấy rằng là Hòa Thượng Nguyên Trí đã trả rồi. Không có còn phải tay về cái vụ thư tay kiện. Về cái vụ thư kiện. À, nhưng mà thưa anh, cái điều này chúng tôi cũng muốn hỏi thêm nữa. Thế cái tiền này xuất phát từ đâu? Có phải từ trong túi của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đưa ra, hay là của chùa Bát Nhã, hay là của người nào cho cúng dường cho Hòa Thượng để Hòa Thượng trả cái tiền này? À, câu hỏi rất là thắc mắc, chúng ta không thể biết được, là bởi vì chúng ta không nhìn thấy cái tờ check trên cái giấy tờ toàn để cho biết là đã trả in full. Yeah. Không biết là cái số tiền trả này là từ đâu, từ tiền riêng của Hòa Thượng hay là tiền của chùa Bát Nhã. Vâng. Hay là tiền của một người mạnh thường quân nào đó đã trả dùm cho thầy. À. Mình thế, không biết được thưa anh. Thế thì trong trường hợp mà có dose number 2 là một cái business đó, thì anh nghĩ rằng cái tiền của cái tổ chức bất vụ lợi non-profit 503 có được lấy ra để sử dụng trả cho Hòa Thượng Nguyên Trí lúc này hay không? Cái điều này về vấn đề đạo đức thì nó hơi... Tôi muốn nói đạo đức, nói vấn đề pháp lý thôi. Pháp lý. Chắc là nếu chúng ta... Thì chúng ta đưa ra câu hỏi đó vậy thôi chứ còn... Tôi không phải luật sư, tôi không thể trả lời một cách được hay không được. Vâng. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà chùa liên đới chịu trách nhiệm thì chùa có thể trả. Còn nếu chùa không liên đới chịu trách nhiệm thì không được quyền lấy cái tiền của chùa ra để trả. Bởi vì như vậy nó không có đúng. Cảm ơn cái câu trả lời của anh rất là rõ ràng. Thì tuy nhiên điều đó cho thấy rằng ai là người sờ mó bị thưa kiện ông Hòa Thượng Nguyên Trí theo cái đơn thì không có tư cách gì mà lấy tiền của chùa đó hết. Chùa đâu có dính dắt gì đâu. Dạ. Anh nghĩ sao cái đó làm sao? Chùa là của Phật tử chứ không phải là của thầy Nguyên Trí. Dạ vâng, đúng rồi. Mà chùa cũng không liên quan đến cái việc làm của một cá nhân. Vâng. Vậy điều mà hôm nay qua cái phóng sự cộng đồng hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị để quý vị có một cái hiểu biết rõ ràng, vì chúng tôi thấy rất nhiều người cứ tiếp tục hỏi và đến bây giờ thậm chí họ còn nói rằng là họ gọi điện thoại đến chùa thì người ta nói không có chuyện gì hết. Đừng có nghe những cái người mà phá hoại nói như vậy. Cái điều đó cũng là một trong những cái điều không nên nói, giấu che giấu cái sự thật. Vì tất cả những sự việc anh nói rõ ràng, bầu lại ban trị sự mới này, đã trả tiền hết rồi này, không có cái gì thưa. Bây giờ mướn tiền, mướn bạc bao nhiêu cũng rõ ràng. Thì đó là một vài tin tức mà hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị qua phóng sự cộng đồng, và chúng tôi lại quý vị trong giây lát. Gương Sâm Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gươm sâm có công dụng như hồng sâm, nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Thưa anh Phát Bụi, như vậy là mọi chuyện đã hoàn tất, không có cái gì để vương vấn, để có thể suy nghĩ về cái chùa Bát Nhã. Nếu mà không muốn bỏ ra 40.000 với là trả 7.100 mấy để rồi, thì tự nhiên anh nghĩ cái hậu quả nó sẽ như thế nào? Tôi thì tôi nghĩ một cách đơn giản thôi. Nếu tôi là bà Tiffany hay là cái cơ quan First Trust, yeah, mà bây giờ người ta ở trong cái tài sản của mình mà người ta không trả tiền cho mình thì mình phải mời người ta dọn ra chứ. À, để là... mình cho người khác thuê chứ. Theo sự hiểu biết của anh thì cái trường hợp khả thi có thể nào là chùa Bát Nhã phải dọn ra trước cuối tháng 7 không? Tôi nghĩ rằng là nếu mà họ không dọn, không trả cái số tiền 40.000 đô la hay là cái số tiền nào mà điều định được, không chấp nhận để make a deal vậy đó, thì đương nhiên là bên bà Tiffany có quyền. Vậy tòa trong cái buổi họp và buổi xử vào ngày 24 tháng 4, bà thẩm phán đã nói rất rõ là bà cho bà Tiffany có quyền để trục xuất
những người này ra khỏi cái tài sản đó. Vâng. Và bà cho là bà có nói rõ thêm là bà Tiffany nếu muốn có thể kêu cảnh sheriff của quận Cam, tức là cảnh sát quận Cam, để mà bắt đầu đòi những người này trục xuất ra khỏi chùa ngay lập tức. Thì bà Tiffany có làm việc ra hay không thì chúng ta chưa thấy. Đó là chuyện quyền của bà. Và cho đến ngày hôm nay thì luật sư của bà và luật sư của bà Chiếu đã gửi một vài email qua lại mà chúng ta đã có được trình bày trong phần 1 đó. Thì cho thấy rằng là bà vẫn còn chưa có tới cái phút mà quyết định quyết liệt là phải đuổi mấy người đó ra, mà bà vẫn còn cho những người này điều đình cái vấn đề thương lượng giá cả. Vậy là bây giờ lại, thưa anh Pháp Bùi, chúng tôi không đề cập đến vấn đề của bên này làm cái gì, bên kia làm cái gì, chúng tôi chỉ nói cái luật mà thôi. Luật thì bà Tiffany có quyền ngày mai thứ 6 bốc phone lên gọi cảnh sát quận Cam, tôi yêu cầu quý vị đến để mà tống đạt tất cả những người này ra khỏi cái tài sản của tôi. Bà có quyền đã làm ngay từ ngày mai. Trước khi bà làm cái điều đó, bà có nộp đơn xin ông bà chánh án hay là cái chính quyền giới chính quyền địa phương để chấp thuận cho bà làm điều đó hay bà là... đã xin rồi và tòa đã xử vào cái ngày 24 tháng 4 rồi. Đúng ra là xử sớm hơn đó 1-2 tuần, nhưng mà luật sư của ông Huỳnh Tấn Lê xin rời lại và họ đã xử vào ngày 24 tháng 4, và theo cái judgment, tức là cái lệnh của tòa, là đã cho phép bà Tiffany Phạm được quyền làm cái việc đó kể từ cái ngày 24-25 tháng 4 vừa rồi. Nhưng mà chúng ta thấy bà Tiffany chưa có làm cái việc đó thôi, thưa anh. Thế một người Phật tử như anh, một người đi đến chùa sinh hoạt cũng rất nhiều, thế anh nghĩ rằng đến bây giờ thì cái tổ chức Bát Nhã Non-Profit Foundation này liệu có cần nên cho tất cả những người đã gắn liền với cái tổ chức này biết thực tế tất cả những cái chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến với cái ngôi chùa này không? Tôi nghĩ là cần phải có cái việc thông minh, cách minh bạch thông báo, tại vì đây là những cái sự việc mà tòa đã xử rồi, giấy trắng mực đen rồi, mình phải thông báo cho mọi người biết. Tôi có một bà cô ở có cái hũ cho cốt của thân phụ của bà ở ngay trong chùa Bát Nhã, bà thỉnh thoảng cứ gọi hỏi tôi, mà cái cách cái những cái gì tôi biết tôi trình bày thì nó cũng không có phải là cái lời chính thức từ trong chùa, thưa anh. Vâng. Trong chùa phải có cái lời có câu trả lời chính thức để cho mọi người biết, để mà còn sắp xếp cho việc của gia đình của họ chứ. Thế thì vai trò của ông Hòa Thượng Thích Nguyên Trí với tư cách là một người head của cái business này, người đứng đầu của cái business tổ chức này, thế liệu ông có bổn phận phải cho tất cả những người đã cùng ông xây dựng nên cái tổ chức non-profit Bát Nhã này biết tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy đến không, thưa anh? Tôi nghĩ rằng là bất cứ một thành viên nào trong hội đồng quản trị, kể cả Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, đều có cái trách nhiệm phải thông báo cho ngoại biết, không cần phải nói gì, chỉ nói rõ cái thực trạng bây giờ nó đang đi tới đâu. Nếu mà còn có cái hy vọng có thể thuê lại chùa thì cũng cho người ta biết là chưa đến nỗi mất, có phải dọn ra, vì chúng tôi đang nói chuyện với bà Tiffany, người chủ mới, để mà có thể thuê lại. Và hy vọng là được, ít ra cũng phải cho người ta biết để người ta yên tâm, mà người ta không cứ phải thấp thỏm đoán mò là không biết sự việc nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà nói lại thì chúng ta biết rằng là tất cả những cái sự việc đã phơi bày ra. Việc trước tiên là hội đồng quản trị do cái hội đồng tăng sĩ, tăng ni đã có xếp đặt mượn, chúng có bao nhiêu người đó, thưa anh, như hồi nãy anh đã đưa ra trình bày. Và cái hội đồng quản trị mà có tên ở trên, không phải quản trị nhưng mà hội đồng direct executive board đó, hội đồng điều hành, hội đồng điều hành ở trên của Sacramento, thì đến bây giờ ai là những người đứng đầu cái tổ chức đó? Tôi nghĩ rằng là họ phải lên trên tiểu bang để mà ghi tên lại và để bà ni sư giới pháp, pháp giới là cái người đứng đầu, tức là CEO. Thế những cái thành phần cũ có còn ở đó hay không? Người nào mà chưa bị loại ra thì đương nhiên là vẫn còn là đó. Tức thế là tổng thư ký và thủ quỹ. Tổ thư ký là ông Tuấn Trần phải không? Tuấn Nguyễn thì phải. Tuấn Nguyễn và bên người mà Finance Officer tuy nhiên là bà Lan Nguyễn. Thế vâng. Hai người này cũng vẫn còn ở trong đó như thế. Cho đến khi nào mà chúng tôi thấy cái thông báo mới thì đương nhiên là chúng ta phải nghĩ rằng là những người đó vẫn là tại chức. Tại vì nếu mà thay đổi thì phải có cái thông báo mới, thưa anh. Vâng, cảm ơn anh. Thì điều đó cho thấy rằng thế thì bây giờ tôi cũng có nhiều người gọi điện thoại mắng vốn thôi. Anh nói tàu lao, hết sức là bẫy. Tôi hỏi vì sao vậy? Tôi vừa mới nói chuyện với bà Huệ Chiếu, tôi bảo nó không có cái chuyện gì hết. Chùa vẫn sinh hoạt chứ bình thường, không có cái gì trở ngại, không có cái gì khác hết. Đừng có nghe những người phá hoại nói như vậy.
Theo anh nghĩ khi cái đó thì như thế nào? Hôm nay mình phải nói cho tất cả đồng bào biết. Tôi rất là thất vọng là bởi vì sự thật nó là sự thật, không thể nào mà tất cả những giấy tờ tôi đưa cho quý vị coi mới cách đây vài phút ở trên màn hình đó, thì đây là giấy tờ của luật sư của bà Huệ Chiếu cung cấp cho một số luật sư và chúng tôi đã xin được. Cái email mà quý vị thấy đó là cái email từ ông, đây quý vị thấy trên màn hình, từ ông Fairchild là luật sư của bà Huệ Chiếu gửi cho ông luật sư Silverstein và luật sư Cai Tăng. Hai vị này là một vị là luật sư, Silverstein là luật sư của bà Tiffany bên chủ mới, và Cai Tăng là luật sư đại diện cho ông Huỳnh Tấn Lê. Đây là những sự việc có sự thật mà tôi không hiểu tại sao lại cứ nói rằng là những cái tài liệu này, những tài liệu tin đồn thất thiệt là làm sao tôi không hiểu nổi. Bây giờ thì chúng ta trở lại một cái vấn đề nữa là việc trước tiên nếu những người nào đã cống hiến những cái gọi là tượng ảnh, những cái bức tượng lớn như tượng Phật Bà Quan Âm của cái anh gia đình anh Hoàng Hiệp, anh Hiệp đó đó, thì liệu họ có được quyền lấy lại cái đó hay không? Cái điều đó thì tôi nghĩ là khó, là bởi vì cái gì theo như những gì tôi hiểu thôi thưa quý vị. Vâng. Cái gì mà nó đã dính vào cái tài sản đó, cái tượng đó là nó là một cái phần của cái tài sản rồi, nó dính vào trong cái sân chùa rồi. Vâng. Thì nó thuộc về tài sản. Còn cái gì mà chúng ta rời đi rời lại được, ví dụ như là tượng Phật ở trong chánh điện, chuông mõ vân vân, kinh sách, là nó không có dính vào trong cái mảnh đất đó. Ừ. Thì nó là không phải là của cái tài sản, thì chúng ta có quyền lấy đi. Còn tượng Phật Bà Quan Thế Âm đã được đặt vào trong cái landscape, tức là cái trang trí và dính vào luôn trong cái mảnh đất rồi. Thì chúng ta không rời đi được thưa quý vị. Đó là theo sự hiểu biết của tôi. Tuy nhiên cái người đã đóng cúng dường cái tượng Phật này có thể điều đình với bà Tiffany Phạm. Chuyện đó mình không biết được, ăn thua là do bà Tiffany Phạm. Chúng ta nói luật thôi, bây giờ chúng ta chỉ nói luật. Luật, luật, luật thì không lấy được người. Thế thì bây giờ cái cổng ngay chùa Bát Nhã có cái chữ chùa Bát Nhã, khi mà những người họ mới đến thì đâu còn có cái chỗ nơi thờ phượng, nơi cái cơ sở của tôn giáo nữa, thì liệu cái chữ chùa Bát Nhã nó vẫn lấy ra hay là để nằm đó? Tất cả những cái gì như tôi đã nói là dính vào trong cái mảnh đất của tài sản chùa thì nó thuộc về cái người chủ mới là bà Tiffany. Bà Tiffany có thể giữ lại, bà Tiffany không thích có thể gỡ xuống và bỏ đi, hoặc là cho lại cho người khác. Trong trường hợp này nếu chùa Bát Nhã muốn lấy những cái chữ này để cắm vào mỗi cái tài sản mới thì phải xin bà Tiffany, bà Tiffany đồng ý mới được lấy. Như vậy là cái cổng tam quan này, chùa Bát Nhã này là bây giờ được quyền sử dụng của bà Tiffany chứ không phải là được thuộc quyền của chùa. Đúng là như vậy, thì bà Tiffany có quyền bắt phải gỡ xuống ngay từ ngày hôm, từ ngày 24. Lúc nào bà muốn là bà có quyền bắt phải gỡ xuống. Không gỡ thì không, bà tự động bà gỡ xuống chứ. Vâng, ra. Và chứ còn nếu không thì bà đến bà ở bà làm sử dụng những cái công việc khác, đâu có thể để cái chùa Bát Nhã đó được nữa. Đấy. Tất nhiên cái điều đó chúng tôi cũng muốn là cái những cái người mà quan tâm đến chùa Bát Nhã họ quan tâm đến cái vấn đề này. Nói tóm lại thưa quý vị là bà Tiffany là hoàn toàn là quyền sở hữu 100% của tất cả gì dính dáng đến cái mảnh đất đó. Wow. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đặc biệt. Chúng tôi còn một phần nữa và chúng tôi sẽ nói liệu trong những ngày tới đây có những cái biện pháp gì để có thể cứu vãn được ngôi chùa Bát Nhã, và chúng tôi sẽ gọi quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Đây là một trong những sự kiện trong cái cộng đồng người Việt, và chúng tôi có bổn phận cũng giống như chúng tôi nghĩ rằng
với khán thính giả chúng tôi để chúng tôi đưa cho mọi người hiểu biết tất cả những gì đã liên quan qua một cái thời gian dài. Và đến bây giờ thì với những cái gọi là giấy tờ giấy trắng mực đen rõ ràng, chúng tôi không hàm ý một cái sự việc nào hay là làm thêm một cái điều gì đó, nhưng mọi người đều được quyền biết sự thật, phải không thưa anh Phát Bùi? Dạ đúng là như vậy. Thì quý vị thấy tôi không có lên án bất cứ một ai, mà chúng tôi chỉ trình bày sự kiện có thật 100%. Còn cái chuyện như thế nào, ai nghĩ như gì, đó là mỗi người có cái nhìn của mình. Vâng, mà chúng ta không có ai được quyền lên án được hết, chuyện này lắm có cái gì mà phải lên án, nhưng chúng ta được quyền nói ra cái sự việc và những người chịu trách nhiệm cái vấn đề này họ sẽ nói những cái gì mà họ muốn nói, nhưng mà họ luôn luôn phải tôn trọng sự thật, đó là thôi. Thế thì trước đây chúng tôi cũng nghe nói rằng là ông Huỳnh Tấn Lê là một trong những người hiện nay vẫn có luật sư, mà anh vừa rồi anh cũng nói chuyện là cai tăng luật sư của ông. Thế như vậy là ông luật sư, ông Huỳnh Tấn Lê, cái người đã có thể nói tình trạng sức khỏe ông không đủ theo đuổi được, thì coi như ông phủi tay, trắng tay là không còn cái công việc thừa kiện nữa, hay phải không thưa anh? Đúng, nhưng mà cũng không đúng hẳn. Nó là như vậy, ông Huỳnh Tấn Lê vì lý do sức khỏe ông đã họp báo là tuyên bố rằng ông không có còn tiếp tục làm thành viên của hội đồng quản trị chùa Bát Nhã, và ông cũng không có muốn theo đuổi cái việc tìm cách lấy lại chùa. Tuy nhiên chưa bao giờ chúng ta thấy ông Huỳnh Tấn Lê tuyên bố rằng ông hủy bỏ cái đơn kiện của ông đối ở ngoài tòa. Chúng ta chưa nghe thấy cái câu đó. Vâng. Và tôi có hỏi luật sư của ông Huỳnh Tấn Lê là ông Cái Tăng, thì ông nói rằng là hiện giờ giấy tờ kiện những cái người liên quan đến cái việc tài sản của chùa này thì đã đưa cho những cái người bị kiện rồi. Và hiện giờ chưa có cái quyết định là lấy lại, hủy bỏ cái vụ kiện này. Chưa có. Thế thì có thể nói anh không phải luật sư, nhưng tôi cũng muốn hỏi anh, thế thì cái người standing, tất nhiên là đại diện đứng ra danh chánh ngôn thuận để thưa kiện này, có phải là một trong những người phải có gì gắn liền với cái tổ chức non-profit Bát Nhã không thưa anh? Đúng là như vậy. Tôi có hỏi ông luật sư là ai, những ai là người có quyền đứng ra để mà kiện cái việc này, thì ông nói rằng những người nào mà là thành viên của cái Bát Nhã Meditation Institute, tức là thành viên của cái tổ chức chùa Bát Nhã, chứ không phải là của chùa Bát Nhã, cái tổ chức non-profit đó, là có quyền kiện. Trong trường hợp này là ông Huỳnh Tấn Lê, mặc dù ông rút lui nhưng mà ông là một cái người cựu thành viên của hội đồng quản trị, ông vẫn có quyền kiện bởi vì ông có cái phần trong đó. Những cái người thứ hai mà có quyền kiện là những người đã đóng góp tài sản nhiều cho chùa, thí dụ như cái ông Hiệp mà tặng cái bức tượng Quan Thế Âm. À đúng rồi. Bức tượng đó tôi nghĩ cũng phải vài chục ngàn. Vài trăm ngàn. Yeah. Đó, thì vì ông đã đóng góp số tiền quá lớn, ông có quyền đứng đơn kiện. Và những người nào khác, ví dụ tôi nghe nói có vị này vị kia, có một vị nữ tu cho 100.000 đô, vị đó cũng có quyền đứng tới kiện. Muốn nói hoặc là những cái người muốn nói sư cô Bích Liên. Vâng, sư cô Bích Liên có nói là sư cô đã tặng cho donation cho cái tổ chức Bát Nhã Meditation cái lúc mà về mua đất này 100.000. Thế sư cô Bích Liên có được quyền đứng ra thụ lý cái hồ sơ này không? Dạ có quyền anh. Và không những thế mà những người này nếu mà tốt hơn nữa đó là cùng đứng tên vào trong cái đơn kiện có ông Huỳnh Tấn Lê. Tại vì ông Huỳnh Tấn Lê chưa có rút tên khỏi cái đơn kiện. Ông chỉ rút tên khỏi hội đồng quản trị và rút tên khỏi những cái việc mà theo đuổi cái tìm hiểu cái việc này. Thế thôi. Thì theo sự hiểu biết của anh thì ông Huỳnh Tấn Lê có khi nào cho anh biết rằng cái chi phí tòa án mà cái chi phí cho luật sư thì ông vẫn là cái người chịu trách nhiệm là đưa ra phải không? Ông Huỳnh Tấn Lê có cho tôi biết là ông đã ký một cái check 5.000 hay 10.000 gì đó. Tôi không nhớ rõ, thành ra tôi không dám nói một cái quả quyết. Vâng, là ký một cái check trả tiền cho ông luật sư Cai Tăng. Vâng. Tôi cũng có nói chuyện với ông Huỳnh Tấn Lê sáng nay nữa. Tôi hỏi về cái vấn đề này. Ông nói thành thật tôi để dồn hết sức tôi lo cái lễ Phật đản xong, sức khỏe tôi yếu lắm anh Trọng. Và hơn nữa tôi có một người bạn cũng vừa mới ra đi ở dưới San Diego. Bởi thế tôi không được ổn định cho nhiều. Nhưng tôi hỏi nếu anh đi rồi thì ai đâu có tiền mà thuê luật sư. Vì ông nói tôi mấy người nào muốn đứng ra đứng cùng với tôi làm vậy cứ đi ghi tên vào và cái tiền luật sư tôi đã lo rồi. Đó là lời ông Huỳnh Tấn Lê đã nói như vậy. Và vì sức khỏe của tôi là cái lý do chính mà gia đình tôi không muốn tôi bị ngục thực quỷ. Sự ra Phật tử rất muốn không bị mất cái ngôi chùa này đi, không phải là lấy ngôi chùa lại cho người tu sĩ này người tu sĩ kia, mà là chỉ giữ cái ngôi chùa này lại cho Tam Bảo đó. Vâng. Thì tôi nghĩ họ sẵn sàng họ đóng góp thôi. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề chính là vấn đề ở chúng ta sống trong một cái quốc gia có luật pháp, có đầy đủ để bảo vệ mọi người. Đây một cái ngôi chùa, nếu nói theo ông Huỳnh Tấn Lê nói
Tôi nói nó theo Huỳnh Tấn Lê nói thì người ta tự dưng đổi tên đổi chỗ đi rồi đi cầm đi rồi bắt đầu để cho phải đi bị bán, thì giống chiếc xe của anh họ đổi tên thì họ đi họ bán cho người khác rồi không nhẹ chúng ta làm ngơ, mà đây là một cái cơ sở tôn giáo. Tôi có nói chuyện với ông luật sư Cai Tăng, tôi hỏi ông về cái vấn đề, ông nghĩ cái vấn đề thành công xác suất kiện mà thắng được đó là bao nhiêu, thì ông nói là cái cơ quan mà chịu trách nhiệm mà phải bồi thường đó là cái công ty mà cho mượn tiền và bà Huệ Chiếu. Vâng. Hai người này là hai người phải bồi thường lại cho cái tài sản của chùa. Bà Tiffany Phạm không làm gì sai, bà ta chỉ mua cái tài sản bán đấu giá. Thì những cái công ty này và bà Huệ Chiếu phải bồi thường lại cái số tiền mà bà Tiffany đã bỏ ra để mua cái tài sản đó. Và cái ngôi chùa được trả lại cho cái hội chứ không phải là trả lại cho cá nhân người này cá nhân người kia, thưa quý vị. Bởi thế cũng có một cái điều tôi lấy làm lạ, sau khi quý vị họp hội đồng tăng ni bao nhiêu mà không có ai đặt ra một cái câu hỏi thế tại sao cái ngôi chùa này phải như vậy. Cái câu hỏi nó rất là tầm thường dễ dàng, thế tại sao cái ngôi chùa này phải như vậy. Và nếu quý vị cầm cố, chắc ở trong những cái thành viên, những tăng sĩ họ cũng biết cái ngôi chùa đem đi cầm, thì nếu cầm thì cái tiền đó đem đi đâu làm gì. Tôi nghĩ rằng là một số người không hiểu, nhưng mà cũng có một số người thường sinh hoạt với chùa hiểu rõ điều đó chứ, nhưng mà họ ngần ngại họ không nói ra. Mà cá nhân tôi thì không có cái pháp danh, cái chức năng để mà có thể nói được, bởi vì tôi không phải là thành viên của chùa Bát Nhã, thành ra tôi không nói được anh Trọng. Tôi chỉ có thể trình bày những gì tôi thấy nếu người ta hỏi mình đó, mà người ta không hỏi thì cũng chịu thua thôi. Thì tôi thấy ngay vai trò của ông Huỳnh Tấn Lê, ông cũng có được quyền hỏi, ồ thế thì ngôi chùa này quý vị đem đi cầm như vậy rồi quý vị lấy tiền làm gì. Tôi có hỏi ông Huỳnh Tấn Lê thì ông Huỳnh, xin phép ông Huỳnh Tấn Lê, tôi phải nói ra là ông cũng ngần ngại, không có muốn là có cái sự va chạm giữa ông và ông Nguyễn Chí, thành ra đó cũng là một cái lý do mà có thể ông không có. Thế ông nghĩ cái vấn đề va chạm nhiều hơn hay là vấn đề bỏ cả một cái cơ sở của bao nhiêu người ngày đêm đóng góp để ngày nay có được chùa Bát Nhã, cái nào lớn hơn? Đương nhiên là cái việc quan trọng nhất là phải giữ lại cái tài sản của chùa Bát Nhã, vì nó đã bị lấy đi một cách không hợp pháp và không công bằng. Thế chúng ta thấy một người dịch đồ, một người ăn cắp đi chạy qua trước mặt chúng ta, lẽ nhiên chúng ta không đụng đến, nhưng mà chúng ta ít nhất cũng có hành động trực tiếp hoặc gián tiếp. Tôi nghĩ rằng sức khỏe của ông hiện giờ còn đang yếu quá, ông thì tôi cũng thấy cao. Vâng. Tôi không có muốn mà làm cái gánh nặng để mà cứ phải nói với ông. Nhưng mà thưa anh, ông Huỳnh Tấn Lê, tôi thấy ông rất yếu, cái gì tôi nhìn nhận thấy. Nhưng mà tại sao ông không mở lời để cho tất cả những người khác cùng vô, khác cùng vào, thay ông đứng sau lưng ông cũng được, người ta sẽ làm thấy công việc của ông, vì nó đã rõ ràng như hai với hai chứ đâu. Ông luật sư của ông Huỳnh Tấn Lê có cho tôi biết một điều vậy, là tôi cần có một cái sự ủy thác, bởi vì không có sự ủy thác của những người này đó, thì khi ra tòa bảo tòa hỏi tôi rằng là anh lấy anh có đại diện cho ai, standing cho ai? Cái chữ đó standing đó. Thì tôi có hỏi một vài luật sư thì họ nói rằng cái vụ chùa Bát Nhã này rất dễ dàng, nhưng phải có một người hợp thức hóa standing, họ nói cái chữ standing. Tại vì sao? Bà chánh án bà hỏi cái người này ai là đại diện cho ai, thì cái đó là một trong những cái câu hỏi mà chúng ta hiện nay đang thắc mắc. Nhưng dù sao đi nữa thì lẽ nhiên cho dù bà hội đồng tăng sĩ này có mướn trở mướn lại với giá 40.000 đồng một tháng hả? 40.000 đồng một tháng đi nữa, thì cái điều chúng ta cũng cảm thấy có rất là ngượng khi chúng ta nói với người khác chùa của mình đem đi cầm đi bán rồi lại đi mướn lại, thì cái điều đó có nghĩa rằng là nó giống như tráo trở quá, có phải không thưa? Vâng. Ngôi chùa đã trả gần hết, chỉ còn thiếu có vài trăm ngàn, mà bây giờ tự nhiên lại phải trả mỗi tháng 40.000. Thế thì bây giờ chắc là nếu cuối tháng 7 này không có mà trả mướn thuê, có tiền để đủ mướn một tháng 40.000, thì chắc lẽ chắc bài Huệ Chiếu thế nào cũng một, có một tháng 40.000, tức là một năm gần nửa triệu, 4 năm là 4 triệu là 2 triệu mấy rồi. Thì đúng rồi, thì họ muốn cho mướn bao nhiêu thì cho, thì tất nhiên lúc đó bà Huệ Chiếu chắc lẽ nếu mà cái số tiền bà Huệ Chiếu nhận được thì bà đủ sức bà mua một cái căn nhà bà về ở khỏi thoải mái. Còn mà Thượng Minh Trí thì ở đâu không được, bà lên ông lên chùa Đại Bi ông ở cũng được, nó tại vì ông giúp cho chùa Đại Bi nhiều. Thế tu viện Đại Bi 1.7 triệu với 1.3 triệu, tức là 3 triệu mua cả một cái villa cũng được chứ anh. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua chương trình hôm nay về chùa Bát Nhã, và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong ngày mai.